ốc này đặt ra thôi chứ đâu có ăn bình thường được thôi chú ơi. Đâu. Dạ cái vỏ nó không bị hư nhiều không? Không, cái vỏ không hư. Ốc này ốc luộc mà các bạn thấy không? Thật đó nè. Trời ơi. Các bạn phải đập ra như vậy nè mình mới dễ ăn nha. Hôm nay mình sẽ cho các bạn thưởng thức và chiêm ngưỡng một cái loại ốc mà nói chung là nó hơi nhạy cảm một xíu. Đó là ốc gì thì các bạn hãy chuẩn bị đón xem mình đi mua cái ốc này về các bạn. Giờ chúng ta đi thôi. Ông tại có mấy ông anh ổng ra cái ổng muốn ăn thử ốc này á. Nên trên mạng mình gọi tới vậy xíu là ốc bắp chinh nữ. Rồi lấy cái ốc này. Ốc này đặt ra thôi chứ đâu có ăn bình thường thôi chú ơi. Đâu. Mới cậy ra nó lâu lắm. Cái này còn gì không luộc á. Cái này là sao chú này bỏ dao đây hay bỏ dao đây? Chú bỏ vô ra đây là chú tách. Hiểu không? Chú tách ra vậy cái rồi cái nó sức miếng. Dạ cái vỏ nó không bị hư nhiều không? Không vỏ hư, cái vỏ hư đó. Các bạn ơi, mình vừa mới đi mua cái loại ốc này về các bạn. Nói chung ở đây được gọi là ốc chinh nữ nha mọi người. Nói chung là ốc này là nói chung là rất là ngon. Tại cái hình hài cấu trúc nó vậy, thực sự ra thì ốc này ăn ngon lắm mọi người. Thì để biết nó như thế nào và ăn ra làm sao á thì các bạn hãy chờ nha. Mình sẽ luộc nó lên và chấm với ba cái muối ớt hay là muối hay là nước tương đó. Mình sẽ làm hai loại nước chấm để mà thưởng thức cái loại ốc này các bạn. Bây giờ là mình sẽ chờ cho than nó chín rồi sau đó mình sẽ luộc nha mọi người. Đó, đây là 2 kg ha. Chúng ta sẽ luộc lên và thưởng thức cái món này. Bây giờ chúng ta sẽ chờ than nha mọi người. Rồi. Các bạn bây giờ mình sẽ luộc cái con ốc chinh nữa đi lên rồi sau đó mình để trong vòng cỡ gần 20 phút đi ha, rồi cái mình sẽ lấy nó ra để mà mình chấm cái mấy cái nước chấm nãy mà mình giới thiệu với bạn xem đó ha. Bây giờ là mình làm mình chờ trong vòng cỡ 20 phút nha mọi người. Nè, tại sao mà mình lại dùng 2 cái cục gạch này á để mà mình để vậy, để cho nó kín hơn nha mọi người. Đó, nóng quá. Mình sẽ chờ trong vòng 20 phút đó nha để mà mình thưởng thức cái món ốc này các bạn.
chuẩn bị tất cả đầy đủ dụng cụ để mà mình ăn cái con ốc này nha các bạn. Thấy nó vậy chứ cũng không phải dễ ăn đâu bạn à. Nếu bạn nào mà thích cái con cái giò ốc này á thì các bạn hãy làm sao mà lấy cho nó dễ nha, hoặc là nhờ ai đó có chuyên nghiệp để lấy. Còn không thì hãy dùng cái dụng cụ giống như mình nè. Đó, để mà mình tách nó ra ha. Cái mình không được thì mình lấy búa mình đập nó để mà mình lấy thịt ra mình ăn nha mọi người. Đó thì chúng ta sẽ đợi thêm vài phút nữa rồi bắt đầu mình sẽ ăn thử cái con ốc này như thế nào cho bạn xem nha. Chứ trên mạng có nhiều bạn chưa thật sự biết ăn loại ốc này đâu, mình cũng chưa chắc là biết ăn nữa, để mình xem thử coi mình làm thử con ốc này ra như thế nào mọi người. Hãy chờ xem. Bây giờ là con ốc chinh nữ này nó chín rồi nha. Bây giờ mình sẽ dúng nó xuống và bắt đầu mình sẽ để cho nó hơi nóng, hơi nguội nguội xíu nha. Rồi sau đó mình sẽ bắt đầu tách cái vỏ ra mình ăn. Vậy nó chín rồi không? Đó, nóng lắm mà nãy mình để cũng hơi lâu rồi đó. Bắt đầu là mình sẽ đổ vô đây nè. Rồi. Đó, chín rồi nè mọi người. Nóng lắm. Lấy nước á, mình lấy nước các bạn, mình xối cho nó nguội lại xíu không? Xối vòng vòng hết đi. Cho nó nguội lại chút. Đó. Cái bốc này ngon lắm nha mọi người. Đó. Nó này ngon lắm mọi người ơi. Chứ mình chăm nóng. Thấy không? À các bạn ơi, mình vừa mới luộc xong mấy cái con ốc này các bạn. Đó, đây là ốc chinh nữ nha mọi người. Cái con ốc này á, là các bạn biết không, nó rất là ngon, với lại cái hình hài thì nó như vậy đó, nhưng mà cái tên gọi là chinh nữ. Các bạn thấy ốc đẹp không? Ốc đẹp ha. Nói chung vỏ ốc này á, mà muốn lấy nó các bạn phải dùng cái kim á, để mình đâm vô đây kéo ra ha. Giờ á, mình sẽ bắt đầu á, thưởng thức cái món ốc này cho các bạn xem ha, để coi thử coi cái mùi vị của nó như nào ha các bạn. Nó có khác hơn mấy cái con ốc mà bình thường mình ăn hay không. Trên mạng thì mình biết rất là nhiều bạn thưởng thức ốc này với lại cho các bạn xem rồi. Nhưng ngày hôm nay mình sẽ thử coi cái món ốc này sao nha. Bạn nào mà muốn thích cái vỏ này á, thích cái vỏ này á, thì các bạn nhớ lấy cái kim đâm kỹ rồi lấy ra ha. Vì vỏ nó cũng đẹp lắm, muốn xấu các bạn anh này. Thấy màu sắc nó nhiều không? Nói rồi, thấy không nè, màu sắc nhiều không? Nhớ là nhiều màu không? Rất đẹp, ốc này đẹp không xấu đâu. Bây giờ mình sẽ dùng cái dao này nè. Mình bỏ vô đây nè. Bạn thấy không? Cứng sẵn tay á. Nói chung ốc này khó lấy nha mọi người. Mình bật ra sợ nó ra mạnh vậy nè, sợ nó đứt tay á, với lại mình không có chuyên nghiệp á. Giờ cách tốt nhất là mình sẽ dùng búa mình đập nó ra ha, tại vì mình không có lấy cái vỏ để làm gì. Mình chỉ ăn cái thịt thôi để biết cái mùi vậy thôi ha. Vậy đi các bạn, chúng ta bắt đầu đập nó ra nha. Các bạn hãy cẩn thận để đứt cái tay nha, tại cái vỏ nó bén lắm mọi người nè, cái vỏ nó rất là bén nha. Còn bén lắm á, nó sẽ làm mình chảy máu nữa nha mọi người, bén không dễ đâu. Bây giờ mình sẽ lấy thịt nó ra nha. Bạn mình vừa mới đập ra nè mọi người. Đó. Cái ốc này á, các bạn muốn lấy vỏ hơi bị khó nha. Bạn nào kiên nhẫn lắm mới lấy nó ra được. Nè, bây giờ là mình sẽ lấy thịt ra ăn nha mọi người. Đó là mình có hai cái nước chấm. Mình sẽ vô một nước chấm nào đó mà mình sẽ thay bạn nè. Mình chấm vô nước tương trước đi. Mình mời mọi người thưởng thức mình cái ốc chinh nữ này các bạn. Trời ơi. Nó dai lắm mọi người, ốc này dai lắm, nó ngon lắm mọi người. Nó giống như là một cái miếng thịt, như là thịt gà hay là thịt heo mà dai dai á nghe mọi người. Ngon quá. Ngon lắm rồi, đã lắm. Thịt nó ngọt, chứ thịt nó ngọt lắm rồi. Đây là cái vỏ mà mọi người, mình đập nát hết trơn rồi. Bây giờ mình lụm vỏ vô để mà mình dùng nha. Chúng thôi nó bén được cho người ta đó. Bây giờ mình lụm vỏ đem dùng nha. Ở đâu? Lên phần nhà tay.
giờ là mình dùng các bạn. À, mọi người ơi, bây giờ mình đã đặt cái con ốc chiên nướng này ra, mọi người thấy không? Cái ốc nó ngon kìa. Bây giờ là mình sẽ dùng cái dao để mà mình sắc nhỏ nhỏ ra để mình ăn ha mọi người, cho nó dễ ha. Sắc ra. Mình sẽ sắc đi đã. Bây giờ là mình sẽ sắc ra cho mọi người ăn. Sắc ra vậy với các bạn biết sao? Sắc ra vậy nó dễ ăn hơn á. Rồi các bạn ơi, bây giờ là mình sẽ thưởng thức cái món này cho bạn xem nha, nói chung nóng quá. Bây giờ mình chấm cái muối này đi, chấm cái chấm nước này. Trời ơi, ngon lắm mọi người, đã lắm. Nói chung là cái thịt của nó ngọt nha, với lại dai dai. Ốc này ngon lắm mọi người. Đảo quá. Giờ mình chấm vào cái nước tương này. Nè. Quá ngon mọi người, ngon quá. Các bạn phải đập ra như vậy nè mình mới ăn nha, chứ còn các bạn thích cái vỏ mình cậy lâu lắm á. Thần Sinh ơi, còn vỏ. Vỏ lấy ra. Chấm đi nè. Các bạn. Mình mời các bạn thưởng thức với mình cái ốc chiên nữ này các bạn. Trời ơi. Nó dai dai với lại hơi chua chua, cái khúc đít rất ngon. À, rất là ngon mọi người. Đó các bạn ơi. Nè. Các bạn thấy không? Trời ơi. Đã quá. Ngon lắm mọi người ơi. Cái độ dai của nó dai dai. Tự nhiên mình ăn một cái miếng thịt gà hay là cái miếng thịt gì đó các bạn, nó dai lắm rồi. Thôi mọi người ơi, ngon quá. Giống như tưởng tượng ăn một cái miếng thịt heo á. Ngon. Độ dai đã mà cái thịt nó sực sực ngon. À, các bạn ơi, thôi mình thưởng thức cái món ốc chiên nữ này xong các bạn, nói chung là rất là ngon nha mọi người. Thực sự nói chung là cái ốc này ăn vô rất là ngon. Nếu mà các bạn ăn không thì nó cảm giác nó hơi ngọt ngọt thôi, chứ nó không có ngon bằng mấy cái ốc mà mình thường thường mình ăn đâu ha. Thì nói chung là ốc này rất là tuyệt vời và nó dai dai sực sực rất là ngon. Các bạn ơi, bây giờ là mình cũng xin dừng cái video tại đây thôi, để cho các bạn biết được cái mùi vị nó là như vậy, rất là ngon nha, chứ không gì hết trơn á. Bây giờ là mình xin kết thúc cái video tại đây. Nếu các bạn thấy hay đừng quên nhấn nút đăng ký, subscribe, chia sẻ cho kênh của Sinh nha. Mình còn rất là nhiều món ăn sắp tới và hấp dẫn hơn nữa và ok lắm các bạn. Thì bây giờ là mình xin kết thúc nha. Bye bye các bạn. Xin chào, hẹn gặp lại các bạn vào những video kết thúc sau các bạn. Bye bye. Bye bye mọi người.